Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu giữa hai đội Real Tomama gặp FC Thanh Hóa. Ở trận đấu này, trọng tài người Việt Nam Xuân Linh sẽ là người cầm còi. Trước đó, hiệp đấu vừa diễn ra thì Real Tomama đã cầm hòa cầu thủ VNFC. Hai trận đầu tiên đều các đội đều chia điểm cho nhau. Thanh Hóa hòa Sunday, Real Tomama hòa VNFC. Đây là trận đấu thứ ba. Real Tomama, như các bạn nhìn thấy trên màn hình, bảo vệ cầu môn bên phía tay trái và Thanh Hóa bảo vệ cầu môn bên phía tay phải. Trọng tài đã thổi còi bắt đầu. Cẩn thận lật người nhá. Nguy hiểm. Chặn thôi em ơi, cứ chặn thôi. Hồ Bình Tân. Như này, cái đầu giờ luôn là những tình huống khá lơ là bên Real Tomama, rất dễ mắc sai lầm. Như trận vừa rồi gặp VNFC, đó là một tình huống không sai chính là trách nhiệm trong giảm cân. Ô vào. Hoàn hồ FC Real Tomama 45. Đúng là một tình huống không thể nghĩ tới. Tối anh chống bia. Một phút ngoảnh đầu gãy lưng và một bàn thắng đã diễn ra. Tôi không thể nhìn thấy bởi vì nó quá nhanh. Quay được không? Quay được. Tôi chạy cho 45 người lùng đấy vào. Sẽ là một tâm lý khá thoải mái bởi đã dẫn bàn trước, cùng với lợi thế sân nhà kèm theo hơn 2 vạn cổ động viên. Liệu Real Tomama lần này có thể mang về 3 điểm trọn vẹn hay không? Đăng điểm nữa. Mục tiêu xa hơn đây. Đi dẫn trước ngay những phút đầu giờ, có lẽ AFC Thanh Hóa sẽ dâng cao đội hình. Đặt cẩn thận ra em ơi. Và đấm bóng là của thủ môn Minh Tân. Ăn gượng. Thêm một tình huống nguy hiểm. Không được. Ôi. Một phát ta long của người Văn Hùng. Anh hãy cố lên. Có lẽ Văn Hùng sẽ hóa thành người hùng của trận đấu. Tà đăng. Ừ, nhìn em ơi, hai người chung cánh này, Anh ơi, tà đăng vào trong này, đứng cái thằng này này. Cao chân lên một tí em ơi. Đỉnh kính. Bóng đã chạm tay cầu thủ áo số 6 bên, áo số 66 bên FC Thanh Hóa. Còn tí sẽ là người xuất phạt. Máu lên. FC Thanh Hóa và Real Tomama cũng đã có trận giao hữu trước đó. Như tôi đã nói với tiềm lực tài chính thì Real Tomama luôn tham gia. Từ em ơi. Trận giao hữu hay các giải đấu khác nhau. Nhìn này. FC Thanh Hóa cũng không kém cỏi. Họ luôn giành những giải lớn. Thêm một lần nữa Văn Hùng đã sút bóng vào cầu môn bên Thanh Hóa. Thế nhưng lần này bóng đã ra ngoài. Vương,
Anh Đức anh Đức đã giải nghệ đội tuyển sang thi đấu cho Real Tomama. Cẩn thận em ơi, nhường quả như thế đấy. Huy Dương. Rồi, biên đi. Xuất biên cho Real Tomama. Wow! Bán Hùng. Có lẽ sau bàn thắng vừa rồi, Bán Hùng sẽ được cầu thủ đội bạn chăm sóc một cách đặc biệt hơn. Luôn là một nhân tố bí ẩn. Một cái đầu nổi và một cái chân ma thuật. Lạnh quá. Cái sai Dương này, Cái sai Dương ấy. Xuất biên cho Thanh Hóa. Thì Dương. Tay chân này cẩn thận, trọng tài là để ý nhiều quá. Nhanh em một tí là anh Dương ạ, đỡ mất sức. Ok. Và chạm bóng cuối cùng là của anh Đức. Anh Đức mà tôi đang nói là anh Đức của Real Tomama chứ không phải anh Đức của đội tuyển Việt Nam. Anh em ơi, hai anh em cẩn thận nào. Và không hiểu ý nhau của anh Đức và Văn Hùng. Đình Kinh. Vị trí nào? Đội bạn phản công. Đằng sau này, Dương này. Băng đội trưởng đã được trao cho Quý Dương và đội trưởng Xuân Tuấn không ra sân. Chọc tay pin ở đây nhắc ở bên cánh nhắc nhá. Anh Dương đằng sau này. Kì gai. Anh Hùng ơi, anh Hùng ơi, nhìn kìa. Có sao bên mình nhìn không chứ? Góc cho Thanh Hóa. Vẫn là phạt góc. Hồng ơi lên, anh Hồng ơi. Đưa bóng vào. Nguy hiểm. Giữ nhịp. Tốt. Ok, và sút bóng cho vui là của thủ môn Minh Tân. Trong nhà tài trợ chính cho giải đấu này là công ty bất động sản Tomama đã quyết định trao giải thưởng cho đội giành chức vô địch là ba man kèm theo cúp và huy chương. Có lưu niệm thì đội nào cũng có rồi. Hai cái này chạy dọc. Chiếc cúp được thiết kế khá đặc biệt, được mạ vàng 24K. Đề nghị các cổ động viên quá khích đứng sát vào đường biên. Sai Dương này. Này đang ngồi xuống rồi nhá. Công an đâu? bảo vệ. Ở đây chúng ta có rất nhiều cổ động viên quá khích. Vẫn là pin cho Real Tomama. Đình Kính đưa bóng vào. Bóng trong chân các cầu thủ Thanh Hóa. Để Thanh Hóa phản công. Văn Hùng. Một pha xử lý khá bình tĩnh và sắc bén của Văn Hùng. Thế nhưng vẫn không đánh bại được thủ môn bên Thanh Hóa.
Một cái đầu nổi và một đôi chân đầy ma thuật. Văn Hùng quả là một nhân tố đầy bí ẩn. Ok, dừng bắn, dừng bắn. Bắt người này, vị trí này. Phạt góc cho FC Thanh Hóa. Vâng, trận đá cuối cùng ấy. Đá thì đấu vòng tròn cứ đi mà. Nào. Vì mình đá vòng tròn cứ đi hai trận. Ừ. Chứ nghỉ thế là nghỉ hơi xa, dài á nó. Bóng đá chạm tay Quý Dược. Phút thứ 12 của trận đấu và số vẫn đang là 1-0 nhưng về phía Real Madrid. Một bàn thắng đến từ rất sớm. Bây giờ là 2:15 giờ địa phương. Và nhiệt độ đã hạ xuống 6 độ. Sau này. Nhìn nhầm gôn rồi. Và trận bóng cuối cùng là của Văn Hùng. Bây giờ là tháng 6. Tháng 9. Chặn số 19. Rồi về bắn người này nhìn cánh này. Ok em. Có hai người cản phá là có thủ môn Ninh Tân. Rất tiếc là trọng tài lại che máy quay. Góc này coi em chơi Thanh Hóa. Được sau lưng này em ơi. Chú khá lùi xuống. Bóng vẫn trong tần là... Như nào? Ok. Và xuống xa của cầu thủ bên FC Thanh Hóa. Anh kéo vàng ghế, lạc ghế kéo vàng mặt. Bản tín cho bóng vào. Góc thành to Real Tô Ba Mang. Được bóng vào Quý Dương. Bây giờ sẽ là một cú sút thắng thì hay hơn. Ok ạ. Cản phá rất tuyệt vời. Cố gắng lên. Có lẽ thủ môn bên phía sân đầy sẽ vẽ ngại tranh tức căng tay vàng đối với Minh Tân. Nhập vào. Ok. Và chuyển bóng dài là của Văn Tiến. Văn Hùng đứng đợi rất lâu không được bóng. Rất tiếc nuối. Bóng đầu tần các cầu thủ Thanh Hóa. Cứ xong tuyến này. Văn Hùng, bóng đang đầu tần của Văn Hùng. Đi đâu? Cú băng lên rất nhanh của anh Đức Thanh Hùng. Không gây được sóng gió bên Thanh Hóa. Nhìn số 12 lại nhớ đến Văn Quyền. 45. Văn Quyền là... Chúng ta chưa tỉnh chắc chắn biết. Chúng ta biết kia đi bảo bảo đấy. Không nhìn xa được. Các đội bóng có thể yên tâm bởi trong giải đấu này bên FIFA tôi sử dụng công nghệ VAR. Anh Đức ơi! Trời ơi! Một tình huống tranh chấp. Anh em ta bắt tôi nhau ôm cái đi. Thế nhưng không được. Đấy, không phải như thế. Chèo chèo thì nó nóng. Đi kinh, đưa bóng lên.
Bắn về nhanh vị trí mọi người. Bắn không? Không được. Đấy, tính chưa? Sức trẻ và sức khỏe đấy, tính chưa? Và lăn xa. Một bên sắp tạo, một bên gây kinh nghiệm. Nói tao mùi hơi quá. Thấy chính tóc. Dưa này nói tao mùi chật tròn. Những phút cuối cùng rồi, một tỷ số vẫn là 1-0 mình về phía đây anh Tô Ba. Còn 2 phút anh. Đấy, sức trẻ và sức khỏe. Còn 1 phút nữa. Phút gì? Anh Đức. Và chính đốc anh Đức và cầu thủ bên Thanh Hóa. Bóng vẫn trong tay anh Đức. Quý Dương, bắt đầu. Tình huống đánh chấp rất quyết liệt. Subin tôi ra đâu mà. Anh Đức. Đình Kinh. Đó là Đình Kinh, đâu vào. Ôi. Rất là khá khăn thế nhưng không vào lưới được. Hai người bên VFC Thanh Hóa. 1 phút nữa. Còn 50 giây. Bắt sát được sau lưng đài. Chưa. Hà được bóng lên của thủ môn Minh Tân. Vào đâu? Hết rồi anh ơi. Bóng đã đi hết đường hồn. Như vậy trọng tài đã thổi còi kết thúc 1-2 đội FC Thanh Hóa và Real Tomama. Ở trận đấu này Văn Hùng là người ghi bàn nâng tỷ số 1-0 cho Real Tomama. Đây Văn Hùng. Trên màn hình. Đá bóng vào hút chết này. Cái gì hắn quay luôn. Mấy anh em khởi động đi vào thanh người này. Đây em biết đó gì. Nhìn từng sáu một lớn. Ở đâu? Sáng không? Tao có nút hôm. Camera lại ngang 8 à? 8. Sáng này sáng hơn. Sớm đi em. Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là hiệp 2 giữa hai đội Real Tomama gặp FC Thanh Hóa. Real Tomama bảo vệ cầu môn bên phía tay phải, đồng phục là quần đỏ áo trắng sọc đỏ. FC Thanh Hóa bộ đồng phục màu vàng bảo vệ cầu môn bên phía tay trái. Bóng đang trong chân các cầu thủ Thanh Hóa. Ở hiệp 1 vừa rồi Real Tomama đã giành chiến thắng với tỷ số là 1-0. Trên hiệp 2 này họ tỏ ra một tinh thần khá thoải mái. Liệu Real Tomama có giành chọn được 3 điểm trong hiệp đấu này hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Và băng lên khá sông sáo của anh Đức. Kính về giữa, kính ơi. Bên dành cho Real Tomama. Tình huống nguy hiểm. Dứt bay. Phá lô thủ môn Minh Tân. Pha băng lên cắt bóng rất kịp thời. Phạt góc dành cho FC Thanh Hóa. Ghi đứng im đấy. Tiếp tục lên em ơi, tập trung vào em ơi. Bóng khá căng trúng vào cầu thủ áo số 19 bên Real Tomama. Vâng, đã có một cổ động viên quá khích. Yêu cầu các cổ động viên quá khích ngồi xuống. Trọng tài. Cổ động viên Hiệp và cổ động viên Dương. Vẫn là phạt góc dành cho Thanh Hóa.
những pha cố định như thế này là khá gay cấn. Chính các em đang đá giữa không phải đá cánh đâu. Ôi có trọng tài anh ơi. Độ đang hạ xuống khá rét. Đây là tài, tài bắt 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 bóng như vậy, tài tài đấy nhá, tài xế nhá. Tài xế thì phải gọi là tài xế chứ. Phải cho vận động viên tí à, cầu thủ tí vào mới ghi bàn được. Bàn tính được bóng lên. Bóng bay thẳng lũng vào phía thủ môn bên Thanh Hóa. Trong cặp anh có cái sạch tượng được sau không cặp ấy. Phạt góc dành cho Thanh Hóa. Nguy hiểm. Pha móc bóng. Pha móc bóng bỗng có cầu thủ mang áo số 91. Bắt không? Không được. Đình Kính. Và chuyền bóng lại có Đình Kính. Tuy nhiên không có cầu thủ nào cắm phía trên. Đạo cao lên ơi, đạo cao lên, kéo họ xuống. Đạo cao lên. Sút biên dành cho Real Tobama. 4 rồi. 15 phút nữa. Trời ơi. Còn đấy. Mà bóng cho đội bạn à, cho cầu thủ đội nhà rất đẹp của cầu thủ mang áo số 7. Rất tốt. Vừa mà đánh chặn vào rồi là Đình Tùng. Bài đấy. Cô ta. Một tình huống dứt điểm bên phía FC Thanh Hóa. Hậu vệ đúng vị trí nhá. Tên gì ạ? Thành. Thành người bên Real Tobama, cầu thủ Văn Thành. Mà số 17 sẽ Văn Thành, là Văn Thành. Người vào sân. Xin lỗi Văn Thành. Gì đấy? Ghi bàn. Văn Hùng. Có lẽ lấy được bóng khá dễ nên anh đành phải nhả lại cho đội bạn. Không được rồi. Phải nếu mà gót được qua thì đẹp hơn. Kính ơi. Kính đã để mất bóng. Bên dành cho FC Thanh Hóa. Cẩn thận trong tay nhắc nhở đấy. Đã có những ý kiến bên đội bạn. Nào như đông đang về đúng không? Các bạn em Hải ơi, nhiệt lên. 12 giờ mới thi mà nó bọn thi 3 tiếng mà. Tiếng biết làm được không ra ngay. Thi là làm được anh. Nó khoanh vào nhìn cái là biết được khả năng mình đâu, khoanh nhanh như thế. Rồi, thế cứ theo đi, cứ theo đi. Nguy hiểm thế. Và đánh đầu khá nguy hiểm. Ok, tức là máy quay của chúng tôi không thể bắt chọn được hình ảnh vừa rồi. Ok. Lắc đầu rất đẹp của anh Đức. Nhưng khá nhẹ. Và đá biên. Theo lên, theo trên này. Đá biên cho Thành Hóa. Chắn nào. Lối đi. Người ta đá rồi bạn ơi.
Quay lưng này, quay lưng để chúng chú làm sao nhìn á. Sự phạt dành cho FC Thanh Hóa. Đứng im nhá, đứng im nhá, đứng im nhá. Lương Xuân Trường sẽ là người xuất phạt. Ok. Tôi nghĩ vậy. Chỗ trường này đồ sộ hơn. Tốt. Anh lên tay. Pha tranh chấp rất quyết liệt. Cần một nửa thời gian hiệp hai sắp trôi qua. Thay người bên Real Tomama. Cố gắng lên nhá. Vâng, lão tướng Văn Huy sẽ là người vào sân thay cho Văn Hùng. Lại Văn Huy. Với chiều cao 1m73, thân hình hơi béo một tí. Anh ta đã từng là một tiền đạo xuất sắc. Sau một thời gian tốt em ơi. Và bắt bóng tốt của thủ môn Minh Tân. Đình Kinh đưa bóng lên. Không được. Sự bình cho Real Tomama. Ê Hải Huy, bắn nào! Anh Đức ơi! Trời ơi! Ông này... Tôi gọi tên anh Đức thì Đình Tùng trả lời. Thế nhưng câu trả lời của Đình Tùng là một cú bắn chim. Anh Đức gọi và Đình Tùng là trả lời. Rất may là bóng đã đi xéo vạch gôn. Tuấn rồi, Tuấn rồi. Đang nhìn bóng. Vừa theo tôi. Và đánh chặn vừa rồi của Đình Tùng. Anh Đức, vẫn là anh Đức. Anh Huy không chạy sao? Anh Huy cũng chạy mất. Anh Huy chỉ làm tường và sút một chạm thôi. Sân bóng nó cấm những người trên 70 cân đấy. Cho hỏng sân. Điều là những tình huống tranh chấp rất nguy hiểm trong vòng cấm. Sâu xuống, sâu xuống. Pha chuyền bóng của thủ môn Real Tomama dành cho thủ môn bên Thanh Hóa. Đẩy sau kia, đẩy sau kia. Không được. Trọng tài đã thối còi. Quả bóng kìa. Tiền đạo. Trọng tài đã từ chối bàn thắng của Văn Huy sau khi tham khảo công nghệ VAR. Rồi biên đi. Lùi lùi chính hệ, lùi lùi chính hệ. Dây 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 dây. Kính dây dây kìa. Sự bình cho Thanh Hóa. Vẫn chưa thể suy thủng được hàng phòng ngự của Real Tomama.
phút thứ 11. Và tỷ số trận đấu giữa Real Roma gặp FC Thanh Hóa vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ bên phía Real Roma. 5 giây, 5 giây. Đưa bóng vào. Ui. Và bật lên đánh đầu rất tốt của anh Đức. Thế nhưng bóng đi hơi sai một chút. Anh Đức của đội tuyển Việt Nam cao 1m81. Và anh Đức này cao 1m61. Làm gì được tới 1? 61 em. Được. Từ 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 em ơi. Bị người Real Roma. Ôi anh Đức ơi. Anh Béo ơi. Pha xử lý hơi lệ đề của Văn Huy. Bỏ ai mình nhìn Trả ngựa. Anh Đức rất hay. Nào anh ơi. Sút nào. Trời ơi. Rất tiếc những tình huống đau sợ như vậy. Thế nhưng bên Real Roma không thể tận dụng tốt được tình huống. Nhưng dù sao cũng rất đáng khen cho những nỗ lực mà anh Đức đã gây ra. Nguy hiểm. Hay quá. Rất bay. Cánh này yếu quá, cánh này đã chậm quá. Anh vào thay cho anh thủng. Đây, đây. Lên biên. Thì đàn hình hơi nhỏ con của anh Đức nhưng luôn gây ra những tình huống sóng gió bên phía cầu gôn của Thanh Hóa. Hai người bên Real Roma, cầu thủ áo số 5 sẽ vào thay cho cầu thủ áo số 17. Tề đây, tề người ơi! Người to đây làm gì? Bằng rất nhiều những tiếng heo giò từ các cổ động viên. Heo giò, heo giò anh. Nhảy mới nhanh. Mày đừng có bắt lỗi. À, trận đấu còn 5 phút nữa. Mà thích quá rồi, anh nhìn nhà mày nói ra heo giò à? Nào, nào, im bình luận viên làm việc. Nguy hiểm. Rất may. Sóng gió đã trôi qua. Nhìn thấy lên này, lên này, lên đạo này. Hút sâu vào, sâu vào. Khoan để cắt đây em. Bay nhá. Vào đây một người vào. Christian Văn. Vẫn là Christian Văn. Kệ họ chơi. Trường Hiệp. Rồi, đá đi. Cố gắng lên. Anh Đức luôn là một cầu thủ rất sông sáo trong những tình huống tranh chấp trận thành vừa rồi. Hóa đã bị đau. Thành ấy khi nãy gửi được chưa? Vừa được chưa? Không, ủa rồi, không bảo anh luôn. Có lẽ cầu thủ vàng áo số 6 bên đội bạn tỏ ra không hài lòng. Sao vậy? Xong lấy máy em quay. Lúc em lấy em anh lấy máy lúc em đang sạc. Bóng trong chân các cầu thủ Thanh Hóa. Siro Ban. Chú ý.
đúng là số 7 đúng không? Ừ. Không phải là Luis. Cắn luôn. Cắn nhanh em ơi, nhanh lên. Và tranh chấp khá quyết liệt. Ô sao lại bị cắt rồi em? Bị cắt rồi đang bị có người gọi còn còn 3 phút nữa thôi. Ôi trời ơi. Đây, còn 2 phút nữa này. Sai vị trí nha, đúng vị trí vậy nha. Nhìn có người gọi. Vô duyên. Quay sẽ để chế độ máy bay đi. Rồi. Rồi ok ok. Dạy em ơi, Tống ơi, dạy dạy kìa. Dạy tốt. Dạy không? Dạy không? Dạy không? Dạy không? Dạy không? Dạy không? Dạy lên một tí. Rồi xong rồi đó, qua đi. Qua đi. Ôi. Theo đi. Em hơi tội đồ đấy. Anh phải giảm cân đi. Tôi giảm một mắt. Những phút cuối cùng của hiệp 2. Liệu Real Toma có bảo vệ được tỷ số trận đấu? Rồi bạn đang phản công. Còn 3 đường nữa nhá. Đi lại lên này, đẩy sao lên, cao lên. 1 phút nữa. Qua lên đá đây ạ. Còn 1 phút nữa trọng tài. Còn 1 phút nữa. Còn nó phát này, bóng chết không vào đâu, thả luôn. Wow. Về về về. Lôi lôi. Rồi bạn phản công. Sút thẳng. Rất tốt, pha đánh chặn vừa rồi có lẽ là của Văn Tiến. Anh ơi, chết rồi, anh ơi. Tính ra đi, tính ra đi, tính ra đi. Tính ra đi. Ừ, anh em bên em à? Bên nào? Bên pha la lên, cắt bóng. Vừa rồi là cũng còn thủ áo số 6. Mọi người anh ơi. Anh Linh ơi, nốt quả này nhá. Sút biên dành cho Thanh Hóa. Đây sẽ là một cơ hội gần như là cuối cùng. Rất tốt. Và Thanh Hóa đánh chặn vào rồi của Văn Tiến. Những giây cuối cùng. Vâng, bạn. Bóng trong chân các cầu thủ Thanh Hóa. Siro ban. Chú ý. Đúng là số 7 đúng không? Ừ. Không phải là Luis. Cắn nhanh em ơi, nhanh lên. Và tranh chấp khá quyết liệt. Ô sao lại cắt rồi em? Bị cắt rồi đang bị có người gọi còn 3 phút nữa thôi. Ôi trời ơi. Đây còn 2 phút nữa này. Sai vị trí nha, đúng vị trí vậy nha. Nhìn có người gọi. Vô duyên. Để xong quay sẽ để chế độ máy bay đi. Đúng rồi. Rồi ok ok. Dạy dạy em ơi, Tống ơi, dạy dạy kìa. Dạy tốt. Dạy không? Dạy không? Dạy không? Dạy không? Dạy không? Dạy em, lên lên một tí. Rồi xong rồi đã qua đi. Qua đi. Ôi. Theo đi. Em hơi tội đồ đấy. Anh phải giảm cân đi. Tôi giảm một mắt. Những phút cuối cùng của hiệp 2. Liệu Real Toma có bảo vệ được tỷ số trận đấu? Rồi bạn đang phản công. Còn 3 đường nữa nhá. Đi lại lên này, đẩy sao lên, cao lên. 1 phút nữa. Qua lên đá đây ạ. Còn 1 phút nữa trọng tài. Còn 1 phút nữa. Còn nó phát này, bóng chết không vào đâu, thả luôn. Wow. Về về về. Lôi lôi. Rồi bạn phản công. Sút thẳng. Rất tốt, pha đánh chặn vừa rồi có lẽ là của Văn Tiến. Anh ơi, chết rồi, anh ơi. Tính ơi. Tính ra đi, tính ra đi, tính ra đi. Ừ, anh em bên em à? Bên nào? Bên nào, hết đâu. Rồi. Xà la lên, cắt bóng. Vừa rồi là cũng còn thủ áo số 6. Mọi người anh ơi. Đánh tao.
này, biên bên kia này. Bắn về vị trí em ơi. Anh Linh ơi, nốt quả này nhá. Ok. Sút biên dành cho Thanh Hóa. Đây sẽ là một cơ hội gần như là cuối cùng. Rất tốt. Và Thanh Hóa đánh chặn vào rồi, có Văn Tiến. Lên nào. Những giây cuối cùng.